tất cả bạn nhá. Cây này lở rất nhiều các bạn ạ. Một đôi cu gáy bị mèo cắn chết rồi các bạn nhé. Còn mỗi đôi này, còn có đôi này chết rồi các bạn nhé. Gà kia mình đã thả ra ngoài vườn rồi, nhưng mà nó không bay đi đâu các bạn ạ. Để mình tìm cho bạn xem nhé. Nó trốn ở trong bụi xả gì đấy các bạn ạ. Chít 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 chít. Gọi nhưng mà nó không ra các bạn nhé. Anh cho nó, các bạn thông cảm đi. Okay. Thôi mình tìm các bạn nhé. Mày tìm hay là bay mất rồi các bạn nhỉ? Anh cho bạn à, các bạn thông cảm vì vì mình thôi. Có hay nó trốn đâu nhỉ? Anh cho bảo các bạn thông cảm cho mình đi. Mình xin bên này các bạn nhé. Để trốn đâu đây thôi. Trong cái vườn này không bay đi được đâu các bạn nhé. À, em biết. Nó đâu ấy. Con gà xám mình chỉ nhìn thấy một con gà xám thôi. Con gà đen ở đằng kia, nhưng mà gà tre đâu mất rồi các bạn. Ôi giời ơi. Hay nó bay mất nhỉ các bạn nhỉ? Ấy, nó kêu đằng này các bạn. Nó kêu đằng này. Anh tên quay cho Hải ấy. Quay cả đi. Chít. Nó chạy đâu rồi các bạn nhỉ? Sao mình tìm từ nãy giờ không thấy con gà tre đâu nhỉ? Anh Tân tự quay, anh Tân đi. Anh Tân nhảy ra xong anh Tân tự quay anh Tân. Đi đâu rồi, cháy lắm. Các bạn thông cảm nhé các bạn nhá. Tại gà tre của mình mới thả ra nên là nó hơi sợ. Chắc là trốn ở trong bụi xả rồi các bạn nhá. Đấy, nó kêu cu cu rồi các bạn này. Chắc là quay nó sợ rồi các bạn nhá. Đấy, con này đang ăn. Thôi, trứng ốc biêu là nó lở hết rồi các bạn ạ. Chẳng còn vài quả trứng nữa các bạn nhé. Đấy, nó lở hết rồi. Nó lở rơi hết xuống này rồi. Để mình ra thăm cá trê các bạn nhé. Ông mình mới mua 2 con cá trê các bạn nhé. Để mình ra xem nó có chết chưa. Ngắm đi ngắm lại đã, lớn cái này các bạn, bạch đằng ấy to lắm, nó lớn lắm rồi các bạn. Còn đây là dòng suối của anh nhà tôi, anh của em ấy. Ấy, nó vừa đồng đậy ao các bạn nhé. Đây là ấy là sâu. Đừng ném xuống. Nhưng mà đang thấy nó lỗ nữa. Nó con chuồn chuồn này các bạn. Đấy, nó bay. Đấy, nó bay các bạn. Anh Tân bảo là cái dòng sông này tiết kiệm mãi mới được đó.
Nhưng mà em ấy cò bay. Mấy con cò bay về làm tổ các bạn nhé. Ném nhé. Ui, con chuồn chuồn kìa. Ui, chuồn chuồn các bạn. Chuồn chuồn chúa. Ui, trứng ốc biêu. Nó ở bé kia ông mình trồng. À, ông mình nuôi. Nhưng mà nó bò ra đây nó đẻ trứng này các bạn này. Đấy, nó đẻ trứng xong rồi nó sống ở đây luôn. Nó không cho kia đẻ luôn. Nó đẻ luôn. Ui, kia kìa. Kia cũng có một quả kìa. Ừ, kia cũng có. Giờ mình đi nào các bạn nhé. Chứ không ở đây núi sạt lở các bạn. Rất là nguy hiểm. Đấy, cây chuối sâu này ông mình chặt đi rồi các bạn nhé. Cây chuối sâu rồi, nó bị sâu. Đây giếng ông mình đào. À, thọ đào các bạn nhé. Ông à, ốm ông. Cây bồng các bạn nhé. Quả nó to bằng 5 đấm rồi các bạn. Đấy. To bằng 5 đấm. Này, rau muống, nó ăn mơn mởn các bạn nhé. Rau củ cũng thế. Bà mình trồng loạt hết vườn. Toàn rau củ thôi các bạn. Thôi nhá, mình kết thúc video ở đây rồi các bạn nhá. Chào tạm biệt các bạn nhá.